Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến. Bài thứ hai của dẫn nhập triết học Phật giáo đó là khảo cứu triết học sử gồm ba thời kỳ Phật giáo. Thì phần này giúp cho chúng ta hiểu rõ được ở từng giai đoạn lịch sử triết học đó thì bản chất triết học Phật giáo là gì. Bởi vì nói theo giáo sư David Kalubahana, một Phật tử Tích Lan là trưởng khoa triết học của Đại học Hawaii, Hoa Kỳ nhiều năm, thì triết học Phật giáo đó nó có cái phần liên tục và có phần đứt gãy, continuity và discontinuities. Thì trong cái lịch sử suốt cả mấy nghìn năm như vậy đó thì nó có cái sự khác biệt giữa triết học của Đức Phật, được gọi là triết học thời kỳ Phật giáo đầu, early Buddhism, cho đến thời kỳ triết học bộ phái rồi triết học đại thừa. Mặc dù về cốt lõi của triết học thì các giai đoạn triết học Phật giáo nó vẫn thống nhất nhau như là điểm chung nhất, nhưng về những điểm dị biệt á, thì không thể tránh khỏi giữa các trường phái, đặc biệt là tác phẩm Dị Bộ Tôn Luân Luận. Nếu quý vị chọn khoa triết học Phật giáo thì năm thứ ba đối với sơ học đông môn này, nói về các điểm bất đồng giữa 18 trường phái triết học Phật giáo trong thời kỳ Phật giáo bộ phái. Thứ nhất, chúng ta cần ôm lại về người sáng lập đạo Phật. Dĩ nhiên là niên đại của Đức Phật đó, nó có đến hàng trăm giả thuyết khác nhau. Độ chênh lệch về niên đại đó có thể là cả 100 năm. Thì Phật giáo Tích Lan á, dựa vào chúng thánh điểm ký, tức là cứ mỗi một năm nhập hạ đó, là các bậc thánh đó, ghi lại ở trong cái bi điện sử. Và trải qua như vậy đó cho đến lúc mà Phật giáo được du nhập vào Tích Lan thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch bởi phái đoàn truyền giáo của Đại đế Asoka, cho đến lúc mà thời điểm này, thời điểm tác phẩm này được ra đời đó, thì từ đó người ta chấp nhận Đức Phật sinh ra vào năm 624 trước Tây lịch. Thì hiện nay là đây là niên đại được chấp nhận phổ quát ở trong cộng đồng Phật giáo. Dĩ nhiên là các học giả thì có quan điểm khác, lùi lại khoảng gần 80 năm, có học giả là lùi lại khoảng 100 năm. Về tuổi xuất gia đó thì Kinh Văn Đại Thừa mà theo các nhà nghiên cứu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, chẳng hạn như là Kinh Đại Bát Niết Bàn, phát họa của Đại Đức Phật đó là đi tu vào năm 19 tuổi. Còn theo lịch sử, đối chiếu với các bản văn tôn giáo đồng thời như là Kỳ Na giáo và Bà La Môn giáo, song song với các bản văn Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, thì thống nhất là Đức Phật đi tu vào năm được 29 tuổi. Thời gian đi tu tập
cho đến lúc giác ngộ là 6 năm, thì bao gồm 6 tháng tầm sư với hai đạo sĩ Aram Uddaka ở tại Vesali. Rồi sau đó đó tự tu khổ hạnh theo trường phái Bà La Môn trong kinh điển Vệ Đà 5 năm rưỡi, tổng cộng thời gian tu đó là 6 năm. Từ bỏ phương pháp này, Đức Phật đi về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay, 25 cây số đường bộ. Sa môn Gotama Siddhartha đó nhờ phát minh Bát Chánh Đạo, còn được gọi là Trung Đạo. Sau 49 ngày thiền định miên mật, Đức Phật đã giác ngộ với cội Bồ Đề, trở thành Phật đầu tiên trong lịch sử nhân loại học ở quả địa cầu này. Thì có một sự dị biệt là theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì sau khi giác ngộ, và cụ thể như là Kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát. Rồi 7 tuần lễ sau mới đi về Sa Đát độ 5 ba đồng tu. Còn theo văn học và Bali, mà cụ thể đó là kinh tập dưới hình thức các bài thi kệ, thì Đức Phật trải nghiệm 7 tuần lễ đầu, hình thành ra các học thuyết quan trọng. Tuần lễ thứ nhất, trải nghiệm Niết Bàn để hình thành học thuyết giải thoát luận. Tuần lễ thứ hai đó, hình thành học thuyết tri ân và đền ơn, mở rộng ra là 4 trọng ơn thông qua việc đền ơn cây Bồ Đề. Tuần lễ thứ ba đó, hình thành học thuyết nhân sinh quan qua con số 18 với 3 con số 6. Con số 6 đầu là 6 giác quan, 6 thứ hai là 6 đối tượng giác quan, 6 thứ ba là nhận thức giác quan, và kêu gọi con người phải chịu trách nhiệm về thấy, nghe, ngửi, biết, chứ không có thượng đế thần linh nào ở đây chi phối. Tuần lễ thứ tư hình thành học thuyết thế giới quan, không có nguyên nhân đầu tiên, phủ định học thuyết duy thần của các tôn giáo nhất thần và đa thần, phủ định học thuyết duy Phật của các nhà duy vật Chavaka và Ajivika tại Ấn Độ, và phủ định các nhà duy tâm. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức học, đề cao vị trí của các phẩm chất cao quý, thiện, chứ không đặt nặng giai cấp, rồi dòng họ, rồi tinh thông ba bộ Vệ Đà như trong Bà Môn Giáo. Tuần lễ thứ sáu thì Đức Phật hình thành ra học thuyết vượt nghịch cảnh bằng cách không đầu hàng, không bỏ cuộc, không đào tẩu. Và tuần lễ thứ bảy đó thì hình thành ra dị bảo. Phật bảo chính là Ngài, và pháp bảo đó là những lời dạy ngắn dành cho hai thương gia, và họ có cơ hội xin được kỷ niệm vật là tóc của Ngài. Thì sau đó đó, Đức Phật mới hướng về vườn Nai. 45 năm sau đó, từ vườn Nai với mùa ẩn cư đầu tiên, Đức Phật về lại Magad để độ vua Tần Bà Sa La, Ba Nam Ca Diếp, 1150 đạo sĩ dưới sự dẫn dắt của ba vị này. Đạo Phật bắt đầu được phát triển mạnh và trở thành quốc đạo của 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Đây là phong trào tâm linh chưa từng có tiền lệ ngay thời điểm đó, và cũng chưa có phá kỷ lục cho đến thời điểm này bất cứ bởi một trường phái tôn giáo nào khác. Là bởi vì hiện tượng cải đạo tập thể bằng sự tình nguyện, bao gồm cải đạo các tín đồ và cải đạo các đạo sĩ đi theo Đức Phật, thì có lẽ chỉ có phong trào đạo Phật mới có dữ dằn như thế, hàng ngàn người như thế. Cải đạo những người bình dân thì rất dễ, nhưng mà người ta tình nguyện để mà đi theo làm đệ tử xuất gia của Đức Phật là khó lắm. Chúa Giêsu Kitô trong lúc còn sống có 10 đồ đệ thôi, trong đó có ông phản rồi, thấy không? Đức Phật Thích Ca cho đến lúc qua đời đó, đệ tử xuất gia không dưới 100.000 người đó. Nhưng mà cái sai lầm của cái nhà biên tập cứ quen trong cái giai đoạn 6 tháng đầu 1250 tỳ kheo,
cứ đó và cứ nói cho đến cuối cuộc đời, lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn cũng đã 1.250 tỳ kheo. Cái số lượng nó tăng theo năm tháng. Đó là chưa nói đệ tử của các vị Thánh A-la-hán thời Đức Phật đó. Họ quá độ được chứ đâu phải chỉ có Đức Phật mới quá độ được đâu. Giờ, thành phần xuất gia là không dưới 100.000 người. Và đặc biệt nữa đó là các hoàng tử, rồi công chúa, rồi mệnh phụ phu nhân, bao gồm hoàng hậu, đương triều, Ma Ba Sa Ba Đề đó, đã chọn con đường tỉnh thức với lực lượng cao quý của Đức Phật. Hiện tượng này chưa lặp lại lần thứ hai trên quả địa cầu này, và có lẽ cũng không bao giờ lặp lại nữa. Đó là sự độc hữu đối với Đức Phật đó. Từ đó chúng ta có thể hiểu rõ là sức thu hút tâm linh của Đức Phật là quá đặc biệt, xứng đáng vào riêng một chiếu. Thì Đức Phật theo khắc họa niên đại này đó, thì qua đời vào năm 544 trước Tây lịch, hưởng thọ 80 tuổi Tây. Còn theo Trung Quốc á, thì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30, đi tu ở tuổi 19, 45 năm giảng kinh thuyết pháp, qua đời ở tuổi 79 tuổi Tây và 80 tuổi ta. Vấn đề 2, thời kỳ Nguyên Thủy thì được ghi nhận khoảng năm 589 cho đến 489 trước Tây lịch, tức là theo một phân loại thì gồm có 100 năm thôi. Tức là tính từ thời điểm mà Đức Phật đi hoằng đạo. Một giả thuyết khác này được chấp nhận nhiều hơn là tính từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 100 năm sau, tức là năm 544 đến 500 đến 444. 544 là ngày qua đời của Đức Phật. 100 năm sau đó. Thì giai đoạn này á, ta gọi chung đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì thực ra thì cách gọi đó nó có hai từ. Này, khác biệt giữa những nhà phân loại niên đại học. À, cái từ trung tính nhất á, là Early Buddhism, tức là Phật giáo sớm, tức là giai đoạn đầu. Rồi cái từ thứ hai là Primitive Buddhism, đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì dù là gọi theo cách nào thì phần lớn á, người ta chấp nhận cái giai đoạn đầu á, là 100 năm. Tính từ thời điểm Đức Phật qua đời cho đến 100 năm sau đó. Còn cái giai đoạn mà 45 năm hoàn truyền chân lý của Đức Phật, người ta không thiệt liệt vào cái giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy. Nên đó là Phật giáo của chính Đức Phật. Thì trong giai đoạn Phật giáo thời kỳ đầu á, thì chưa có sự phân phái rõ rệt như về sau này, như là trong thời kỳ Phật giáo bộ phái phát triển mạnh đẩy đến cái giai đoạn thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, như là sự Manh Nha. Rồi thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó là sự Tách Ly, mới có Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Đại Thừa. Thế vậy ba thời kỳ Phật giáo đó, thì tôi dựa vào một số học giả phương Tây chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn 100 năm là Phật giáo thời kỳ đầu, Phật giáo Nguyên Thủy, rồi Phật giáo bộ phái tồn tại 400 năm, tức là từ năm 444 cho đến năm 44 trước Tây lịch, và thời kỳ Phật giáo chuyển hóa, hay còn gọi là Phật giáo phát triển,
Transform Buddhism hoặc là Developed Buddhism. Thì từ năm 44 trước Tây lịch kéo dài đến là gần hết thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Thì trong thời kỳ Phật giáo giai đoạn đầu đó, thực ra là Đức Phật chỉ giảng dạy Dhamma và Vinaya. Dhamma có thể dịch nôm na đó là chân lý, Vinaya dịch nôm na đó là luật đạo đức, còn Abhidhamma là được bổ sung cả gần trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Nhưng mà các nhà thượng tọa bộ thì vẫn cố tình là liệt dẫn Abhidhamma vào nhóm các lời Phật ngôn, nhưng mà đó là lời Phật ngôn cao cấp. Còn bên Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa đó thì không thừa nhận quan điểm đó, vì nó không có những bằng chứng về văn bản học cũng như là khảo cổ học và lịch sử học. Thì trong năm bộ kinh điển Pali mà ở Việt Nam mình thường gọi sai đó là kinh điển Nikaya, thì bốn bộ đầu đó là quan trọng. Bộ thứ năm á, đó là chia làm hai nhóm với 15 tập. Thì có những tập mang tính cách đó là gần với lời Phật dạy, và có những tập á, bị ảnh hưởng phong tục tập quán văn hóa tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ. Ví dụ như các tập, ba tập sau đây: Thiên Cung Sự là chuyện trên thiên đường hay là cõi trời với nhiều loại hình trời khác nhau, 33 cõi. Rồi Ngạ Quỷ Sự là chuyện ở dưới địa ngục, hoặc là ngạ quỷ ở trên dương gian, hoặc là ngạ quỷ ở trên cõi trời. Và Jataka đó gồm 500 mấy chục chuyện, 557 chuyện ảnh hưởng từ văn học dân gian hoặc là văn học tôn giáo của Bà La Môn giáo rất là mạnh. Thì ba bộ trong tiểu bộ gồm 15 tập đó, đó được xem là biên tập sau cùng. Cho nên yếu tố và phi Phật giáo, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn đó là yếu tố tiếp biến văn hóa từ tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán độ, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Thì năm 2005 khi tôi làm phó thư ký Đại học Dược phẩm Việt Nam á, thì tôi có cơ hội gần gũi với Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu. Có mấy lần tôi hỏi ngài đó là sức khỏe của ngài vẫn còn rất tốt, rồi sau tiểu bộ kinh thì không dịch hết mà chỉ hoàn tất á, chỉ có 8 tập đó. Thì trong 8 tập đó đó thì kinh tập Phật Thức Như Vậy, rồi Cảm Hứng Ngữ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ là Hòa Thượng dịch. Còn Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự và Truyện Bản Sinh đó thì cư sĩ Trần Phương Lan, đệ tử của Hòa Thượng dịch từ bản tiếng Anh. Thì mấy lần đầu Hòa Thượng không trả lời. Thì có một lần tôi hỏi nữa đó thì Hòa Thượng nói yếu tố bên ngoài nhiều lắm, và thường là người rất kiệm lời, nói rất ít, nói rất ngắn. Đó là những điều mà tôi nhớ được. Thì vậy Dhamma thì cụ thể thì qua bốn bộ kinh điển Pali, thì không nên gọi là kinh điển Nikaya, vì chữ Nikaya đó là tuyển tập kinh, Anthology of Sutra hay là Dikhosis, đó là tuyển tập các bài kinh. Bây giờ chúng ta gọi là kinh điển, tuyển tập các bài kinh thì nó vô nghĩa. Gọi đủ phải là Pali, Nikaya là tuyển tập các bài kinh Pali. Thì toàn bộ cái phần Sutta Pitaka của văn học Pali đó có khoảng là 17.000 mấy trăm bài. Phần lớn là bài có số lượng chữ ngắn.
có khi ngắn đến độ có một bài kệ thôi. Còn agama tương đương đó, thì chữ ama cũng có nghĩa là tuyển tập các bài kinh. Nhà tương truyền đó là từ văn nghệ Sanskrit. Cho đến nay đó thì chúng ta chưa tìm được cái ấn bản Sanskrit nào, dù là các mảnh vỡ của một trang kinh hay là một phẩm kinh, một chương kinh, hoặc là không có. Cho nên là nhiều nhà nghiên cứu Phật học đó, trong đó có tôi, đặt giả thuyết rằng là agama là ấn bản được biên tập từ kinh điển Pali thôi, theo phong cách của người Trung Quốc, tái phân loại lại, thay đổi trật tự các bài kinh, đặt lại các tựa đề bài kinh, bỏ bớt đi những đoạn trùng lặp, thêm vào những bài kinh mới, những đoạn mới, làm nền tảng cho việc hiểu rõ là Phật giáo Đại Thừa. Cho nên là đại thể thì giống nhau, nhưng mà ở một phương diện bao quát và rộng đó, thì cũng có rất nhiều các dị biệt về số lượng kinh, cách đặt tựa đề kinh và các khái niệm ở trong kinh. Thì bên cạnh cái phần kinh tạng này đó, thì ngôn ngữ được sử dụng á, chủ yếu là tiếng Magadhi. Tại vì Magadhi đó là quốc ngữ của Magad, phiên âm trong Hán Việt là Ma Kiệt Đà, nơi mà Đức Vua Tần Bà Sa La trị vì. Thì đây là trung tâm văn hóa, tôn giáo, học thuật, chính trị, xã hội, giáo dục quan trọng nhất của Ấn Độ cổ đại. Cho nên là các tôn giáo lớn đều hành hoạt tại đây. Có lẽ Đức Phật không muốn cạnh tranh với các tôn giáo có trước, bao gồm Bà La Môn giáo, đại diện cho tôn giáo chánh thống còn gọi là tôn giáo đa thần, và Kỳ Đại giáo, đại diện cho tôn giáo vô thần, trừ phái Sa Môn. Đức Phật đã phát triển thánh địa của Ngài ở tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, nước Kosala, dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc. Thì mặc dầu Đức Phật giác ngộ ở Magad, nhưng mà không có phát triển đạo ở đây. Đó là cái trung tâm tôn giáo lớn, nhà hóa lớn, thì cũng là một điều mà chúng ta cũng cần phải suy gẫm. Thì trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất, thì gồm có 499 A-la-hán và tôn giả Ananda là người chứng quả thánh cuối cùng, được tham gia vào để đọc tụng Sutta Pitaka. Thì trong cái lần kết tập kinh điển này đó, chủ yếu nó gọi là Sangiti, tức là thống nhất lại đâu là những điều Phật dạy về chân lý, tức là Dhamma, và đâu là những điều Phật dạy về đạo đức, tức là Vinaya. Về đạo đức thì có Ngài Ubali, vốn là thợ hớt tóc, là người hầu hớt tóc của các hoàng tử và hoàng Thích Ca. Thì phần kinh lạng đó là hoàn toàn không có kinh điển Đại Thừa, luật tạng đó thì chưa có với luật Bồ Tát. Điều ba, thời kỳ Phật giáo bộ phái tồn tại 400 năm. Tức là có hai cái giả thuyết như nãy tôi đã nói đó. Nếu mà tính từ 489 rồi bắt đầu thì nó kết thúc ở 089 trước Tây Lịch. Còn nếu mà tính theo thời điểm mà đại đa số chấp nhận đó, Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 544 đó, thì đã đến là năm 44 trước Tây Lịch. Thì trong giai đoạn này đó, chúng ta có thể xem đó là giai đoạn tranh minh về triết học, với sự ra đời của có khi gọi là 18, có khi gọi là 20 Phật giáo bộ phái. Thì phát triển chính yếu là ở Trung Ấn, Mạn Nam và Mạn Tây của nước Ấn Độ. Tức là thay vì trước đây nó chỉ tập trung ở miền Bắc thôi, thì bây giờ nó lan tỏa ở miền Tây, miền Trung và miền Nam. Thì đây là cái sự ra đời từ một nhu cầu tiếp biến văn hóa,
tương tác văn hóa để thúc đẩy sự cải cách và phong phú hóa các trường phái tôn giáo triết học đã có hàng trăm năm trước. Thì trong giai đoạn này đó, chúng ta chứng kiến cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai khoảng 100 năm sau khi Đức Phật qua đời. Đây, tôi chỉ nhắc lại khái quát thôi chứ không đi vào chi tiết, vì quý vị sẽ học ở trong môn lịch sử Phật giáo Ấn Độ nên lặp lại nhiều nó không cần thiết. Thì về căn bản đó, đối với kinh tạng là có sự thống nhất tuyệt đối giữa những người có bộ nhớ như là từ điển sống và các thành viên tăng đoàn. Ở đây nó chỉ có cái sự bất đồng về 10 điều giới. Về 10 điều giới thôi. Và 10 điều giới đó nó cũng là giới nhỏ. Cái liên hệ đến vấn đề đó là cắt giữ các thức ăn để qua đêm. Cụ thể là vật dụng gì thì được cắt giữ, vật dụng gì thì không nên được cắt giữ, bởi vì nó liên hệ đến an toàn thực phẩm và nhiều cái vấn đề tiểu tiết khác, nó không đáng kể lắm. Còn đối với kinh tạng đó, mặc dù gọi là có một sự đồng thuận lớn, nhưng mà về bản chất đó chỉ có 4 bộ kinh điển Pali, gồm Trường Bộ, Trung Bộ, Tu Cương và Tăng Chi, hình thành trong giai đoạn này thôi. Và cũng có một số giả thuyết đó, là bắt đầu nó đã có mặt một vài tập đầu như là Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, hoặc là Kinh Tập. Có người thì cho rằng là Kinh Tập là đầu tiên ở trong 15 tập tiểu bộ. Để trong đó có nhiều tư tưởng rất hay về vấn đề tu tập của tu sĩ, vượt qua tham ái, giá trị của từ bi, và đặc sắc nhất vẫn là hai đoạn kinh nói về bản chất của Niết Bàn, phi vật chất hóa, không phải là thiên đường, mặt trời, mặt trăng, cảnh giới hay quả địa cầu, mà là trạng thái tâm không còn khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Thì đó là nội hàm của Niết Bàn, được trình bày sâu sắc qua các anh dụ trong toàn thể văn học Pali, A Hàm và Đại Thừa. Còn các cái bản kinh khác thì không có đề cập như thế. Thì mặc dù các nhà thượng tọa bộ thì có khuyên hướng cho rằng là trong cái giai đoạn phần cái bộ phái đó thì tiểu bộ kinh đã được hình thành hết, nhưng mà cũng có những giả thuyết là tiểu bộ kinh vẫn chưa hình thành trong giai đoạn này. Mà nếu hình thành đó là chỉ có kinh tập thôi. Thì trong giai đoạn này bắt đầu có sự manh nha của Trưởng Lão Thuyết Bộ Sariravada bằng tiếng Sanskrit, nó tương đương với Theravada trong tiếng Pali, mà Sanghika. Đó, Sanghika tức là tăng đoàn, Maha là đại tăng đoàn, gọi chung là đại chúng, tức là số lượng các thành viên tăng đoàn đông, vượt hơn cái số lượng của các thành viên trong nhóm thượng tọa, tức là những người có 20 hạ lạp trở lên kể từ thời điểm thọ giới tỳ khưu. Dĩ nhiên là nhóm trẻ luôn luôn có nhu cầu thích ứng, cho nên đó được gọi là nhóm cải cách. Còn người lớn tuổi là sống với thói quen, giữ truyền thống, nên ở góc độ đó ta gọi là nhóm bảo thủ. Thực ra truyền thống không nhất thiết là bảo thủ, nhiều người giữ truyền thống rất giỏi, nhất là giữ truyền thống cao quý. Thì trong giai đoạn này đó, chúng ta còn chứng kiến cái cuộc kết tập cái điển lần thứ 3 vào năm 244 trước Tây Lịch dưới sự bảo trợ của Đại Đế Asoka. Thì cái thời điểm diễn ra đó thì dĩ nhiên là có bắt đầu, còn thời gian trị vì của vua Asoka là năm 268 cho đến là 232, tức là 36 năm đó. Và đây là niên đại trước Tây Lịch. Còn người có công chủ tọa đó là Moggaliputta Thích Xá, một người đi tu. Số lượng tham dự là 1.000 tăng sĩ, còn kết tập thứ hai là 700 tăng sĩ. Thì trong giai đoạn này đó,
thì kinh Tạng mới thật sự đầy đủ gồm có 5 bộ, và bắt đầu đó có sự ra đời của Abhidhamma Pitaka, Thắng Pháp, xin lỗi, Vô Tỷ Pháp Tạng. Cho nên đây là quan điểm thống nhất ở phần lớn các nhà nghiên cứu, ngoại trừ các nhà sư Nam Tông, người ta không chấp nhận. Tức là ra đời khoảng 200 mấy chục năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì đại chúng bộ đó trải qua 4 lần phân chia trong 400 năm tồn tại, hình thành ra 7 tông phái. Thì nhất là trong vòng 200 năm trong tổng số 400 năm đó. Còn riêng trưởng lão thuyết bộ, tức là thượng tọa bộ đó, cũng là chia ra 11 tông phái với 7 lần phân hóa. Thì tổng cộng á, đó là 18 bộ phái Phật giáo. Còn đây thì nói đó là 20. Thì điều rất là lạ đó, nói theo truyền thống của Đức Phật đó, thì trong gia đình của Đại Đế Asoka, hoàng tử Mahinda sinh năm 284, mất 204 trước Tây lịch, đã cùng với 4 vị tỳ khưu khác dẫn phái đoàn truyền giáo sang Tích Lan. Và phái đoàn nó còn có công chúa, con của vua Asoka, đó là Sanghamitta, sau này trở thành là tỳ kheo ni lỗi lạc. Còn hoàng tử Mahinda trở thành là tỳ khưu lỗi lạc, hai vị thánh. Và công chúa Sanghamitta thì có công thành lập dòng tỳ khưu ni nổi tiếng ở tại Tích Lạc. Cái đóng góp của hai chị em hoàng tử và công chúa này rất là lớn. Xin lỗi, hai anh em rất là lớn, chúng ta không thể phủ định. Nếu không có phái đoàn này đó thì Phật giáo không thể vào được Tích Lạc. Và trong thời kỳ Phật Bồ Thái đó, thì Phật giáo phát triển mạnh ở Kashmir, nay là cái vùng tranh chấp lãnh thổ chủ quyền giữa Ấn Độ và Pakistan. Pakistan trước đây đó là trực thuộc Ấn Độ. Đến năm 49 đó, khi Anh rời khỏi nước này đó, thì họ cũng chưa thăm họ để lại cái sự tranh chấp phân hóa nghiêm trọng. Thì cuối cùng thì Mahatma Gandhi đó đã tận dụng cơ hội đó, tách đất nước ra làm đôi. Ai theo Hồi giáo thì qua Pakistan, ai theo Ấn giáo thì ở lại Ấn Độ. Và những người Hồi giáo mà thích ở lại Ấn Độ thì vẫn được quyền lựa chọn. Thì bằng cách này đó, Ấn Độ khi độc lập khỏi Anh đó, có quốc đạo là Ấn Độ giáo, chiếm khoảng 65% dân số. Còn nếu như mà không có phân chia như thế đó, thì Hồi giáo sẽ trở thành là quốc giáo của nước Ấn Độ, vì dân số đông nhất. Toàn bộ Pakistan có thể nói 95% là theo Ấn Độ, theo Hoàng lâm môn giáo, Hồi giáo. Đến năm 1971 thì Ấn Độ là tách ra lần thứ hai, lập thành nước Bangladesh, cũng là dành cho những người theo Hồi giáo. Chứ là nếu gộp Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cổ đại đó, thì Hồi giáo trong vòng 400 năm tồn tại thôi đã có dân số chiếm 85% đất nước Ấn Độ. Và chủ trương đàn ông có vợ chính thức là 4, còn thề thiếp không tính, vài chục cho đến trăm, miễn có điều kiện kinh tế. Còn không thích bà nào thì chỉ cần tuyên bố hai âm tiết là talak, là ly dị. Coi như từ đó về sau là người phụ nữ đó không còn tư cách là vợ của người đàn ông đó nữa. Luật này đó vẫn còn áp dụng cho đến thời điểm hiện nay ở nhiều quốc gia Trung Đông. Ấn Độ thì trong vòng thời kỳ thủ tướng Modi đó, cách đây 4 năm, từ năm 2016 là quyết liệt
loại bỏ cái luật vô lý đó. Vì vậy Phật giáo phát triển mạnh ở Kashmir chủ yếu là Phật giáo Đại Thừa. Thì bây giờ thế là mất gốc hoàn toàn Đại Thừa ở đây, trở thành là xứ sở của Hồi giáo. Còn Phật giáo Nam truyền đi qua Tích Lan, tức là đi ngang cái miền Nam của nước Ấn đó, thì chưa bao giờ bị sự khủng hoảng mắc có Phật giáo. Họ bám rễ rất là sâu. Cho nên có nhiều lần tôi đặt ra vấn đề mà nhiều thầy Đại Thừa không thích đó. Nếu tính theo tỷ lệ dân số quốc gia đó, thì trường phái mà tôi và các vị phần lớn tại đây đang đi theo đó là Tiểu Thừa, chứ không phải là Đại Thừa. Vì Đại Thừa là xe lớn. Yana có nghĩa là chiếc xe. Mà chiếc xe ngày xưa đó chủ yếu là xe bò, xe trâu, xe ngựa, rồi xe nai, rồi xe lạc đà. Thì cái xe trâu là lớn nhất. Nhưng mà thời đó không biết tại sao người ta chưa có sử dụng xe ngựa. Xe ngựa là chạy nhanh nhất mà. Còn vận chuyển chính yếu vẫn là xe trâu, xe bò. Chứ trâu bò người ta không có làm cày cấy, vì ta thờ bò, thờ trâu. Nhưng mà khi mà dịch sang cái chữ Hán cổ đó, là chữ Thừa đó, đó là chiếc xe. Nhưng mà người Trung Quốc hiện đại cũng chả hiểu chữ Thừa là xe nữa. Phải đi học mới hiểu. Thì xe lớn thì như xe trâu thì chở nhiều nhất là được 10 người. Thì xe lớn là vậy. Thì bây giờ tỷ lệ dân số ở các nước Phật giáo Bắc Tông thì là thiểu số, chứ không phải là đại đa số đâu. Còn các nước Nam truyền á, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia là từ 90 đến 96% dân số theo Phật giáo. Như vậy họ mới đích thực là Đại Thừa. Xe lớn về tỷ lệ dân số. Tức là cách làm đạo của các nước Đại Thừa là không hiệu quả. Không hiệu quả. Nói vậy không nghĩa là tôi phủ định Đại Thừa. Nhiều người ta cứ ghép vô tôi phủ định Đại Thừa. Tôi đang nêu một cái sự kiện để chúng ta phải đánh giá là cách làm đạo tại sao nó không hiệu quả. Còn những nước mà mình gắn ghép họ là Tiểu Thừa đó, đó là hiệu quả. Họ chuyên dở được số đọc và giữ được cái gốc rễ Phật giáo không bị thăng trầm như là các nước Đại Thừa. Có khi bắt gốc trong lịch sử bởi sự thay thế của Nho giáo, đặc đặc về chính trị và xã hội. Là khi chúng ta có cái mảng triết học đó ở trong kinh điển, từ kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Thừa, nhưng chúng ta không hề sử dụng đến. Và đó là sự suy vong của Phật giáo trong các nước Đại Thừa. Vấn đề 4, thời kỳ Phật giáo phát triển. Nó gồm có 500 năm, bắt đầu từ năm 44 trước Tây lịch cho đến là 500 năm sau đó. Có người chia ra rộng hơn cho đến kết thúc năm 500 Tây lịch. Thì sau hơn 500 năm truyền khẩu bằng năng lực ký ức, thì vào khoảng năm 29 cho đến năm 17 trước Tây lịch, đại hội kết lập kinh điển lần thứ 5 á, gồm có 500 tu sĩ ở Đại Tự, tức là chùa to Mahavira, đã nỗ lực biên tập kinh tạng, luật tạng và A Tỳ Đạt Ma tạng dưới hình thức á, là trên các lá bối. Cái mấy năm thì tôi nhân dịp và nhận giải thưởng tại Tích Lan á, đến tham quan các chùa. Và ngay cái chùa này, Mahavira này, thì họ vẫn còn cái bộ sưu tập kinh điển lá bối của những năm đầu kỷ nguyên Tây lịch. Và họ cũng triển lãm cho chúng ta về cái quy trình xuất bản cái kinh lá bói như thế nào. Đầu tiên là cái lá tươi mà chặt đi, mà phơi khô. Sau đó nó ướp lên một cái loại hóa chất
đặc biệt từ ngày xưa, rồi làm cho nó bắt đầu nó dai, thật là dai và không bị phai màu như là loại giấy 7 bằng của Việt Nam. Sau thời gian 30 năm nó đem tôi lùi, tôi ngầu đó. Rồi người ta bắt cắt cái lá bối đó ra thành khoảng 3 tấc thôi. Cái độ rộng của lá bói nó trung bình là 5cm đến 6cm tùy theo chủng loại cây. Giờ người ta mới làm một cái loại cây bút điêu khắc bằng thép. Các người dân khắc chữ đó phải dùng cái cây bút và điêu khắc đó, đó mà khắc là trên cái lá bói này. Chữ rất là nhỏ, làm rất là tập trung thì mới làm nó không lủng cái lá, nó chỉ khắc lên bề mặt của cái lá khoảng 30% thôi. Sau đó thì họ mới dùng một cái loại mực đặc biệt tô lên trên đó, và dùng một cái loại giải với một cái hóa chất đó, lau sạch cái phần mà lem ra bên ngoài, còn mực nào mà nó đã thấm xuống bên dưới rồi nó không có phai màu. Từ đó có được một trang kinh như vậy đó, đâu có được bao nhiêu đoạn, cái lá nhỏ xíu như thế, chứ là phải một trang kinh to như bây giờ của chúng ta. Đại Tạng Kinh là bằng khổ A4, phần lớn các bạn khác thì bằng cái khổ 16-24cm, chỉ có Hội Thánh Địa Bali thì dùng cái khổ 14cm rưỡi-20cm rưỡi thôi. Thế là cái công trình mà biên tập để mà ra được một cái bộ kinh như vậy là không biết mất bao nhiêu năm, và tốn cái công của các nghệ nhân điêu khắc chữ không biết bao nhiêu người. Các cái thời kỳ biên tập này không ghi rõ số liệu đó, nhưng mà chúng ta phải suy luận là nó phải là hàng ngàn người tham gia thì mới có thể khắc thành đó, từng trang kinh như thế. Bởi vì khắc thế nào cũng lộn chữ là bỏ, sai một chữ là bỏ đi một cái lá bói đó, phải làm lại đó. Thì kinh điển lá bói này đó đến bây giờ vẫn còn lưu truyền. À, nằm ở trong các viện bảo tàng, và ngôn ngữ chính vẫn là ngôn ngữ Pali. Còn cái nguồn gốc của chữ Pali đó thì vẫn còn trong một sanh luận, có người nói là viết tắt của Pali Tambutra, đó là thủ phủ của Magad trong thời đại của vua Ashoka, thì gọi tắt đó là Pali. Thì bây giờ nó bị thất truyền quá lâu thì ngôn ngữ Pali này đó đã có một cái giai đoạn được Phật giáo Nam truyền phát triển rất mạnh ở miền Nam. Và vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch đó, thì ngài Buddha Gosa, tức là ngài Phật Âm, tức là cuối thế kỷ này nè, của giai đoạn thời kỳ Phật giáo phát triển đó, trong cái nhóm Thượng Tọa Bộ thôi đó, thì cái công lao của Dhammapala rất lớn, tức là sớ giải rất sâu sắc, chuẩn xác về dân phạm, từ vựng, triết học của Tam Tạng Pali, và ảnh hưởng rất mạnh ở nước Tích Lan. Song song á với tiểu bộ kinh á, thì 15 tập thì có một phần nữa thì do Dhammapala làm sớ giải cũng rất là sâu sắc. Thì trong tất cả Tam Tạng á, thì Thanh Tịnh Đạo Luận về xuất đi Magga của Buddha Gosa và Abhidhamma Tha Sankara, Thắng Pháp Tập Bí Luận của A Nậu Lô Đà, được xem là hai luận phẩm nổi trội và được sử dụng rất phổ biến ở tại Tích Lan, thì ảnh hưởng đến các nước Nam tộc nói chung. Thì Phật giáo Thái Lan là được truyền từ Tích Lan. Thì cũng như là Phật giáo Miến Điện cũng được truyền từ Tích Lan đó. Thì cái quyển Thanh Tịnh Đạo Luận á, nó được xem á, là một kho tàng trình bày ba trụ cột tâm lý của Đạo Phật, bao gồm trí tuệ, thiền định và đạo đức. Có lẽ khó tìm thấy một luận phẩm nào có nội dung sâu sắc và mang tính hệ thống ngang bằng được với Thanh Tịnh Đạo Luận, chứ đừng nói là hay hơn cho đến thời điểm hiện nay. Về từ vựng đó thì tiếng Pali gọi là Theravada,
tương đương với Sanskrit là Tha Viravada, dịch sát nghĩa là trưởng lão thuyết bộ, tức là bộ phái tập hợp những lời dạy và chủ trương của các bậc trưởng lão có từ Hạ Lạp 20 trở lên từ thời điểm thọ giới tỳ khưu, tức là tuổi đời đó tối thiểu là 40. 40 lúc đó trong cái thời kỳ cổ đại được xem là già, vì tuổi thọ vào thời Đức Phật đó thì trung bình là 50. Đức Phật sống 80 tuổi là một hiện tượng ngoại lệ. Còn thế kỷ thứ hai, thứ ba của thời kỳ Tam Quốc Chí đó, thì quý vị biết là tuổi thọ trung bình đó là 55. Tào Tháo sống 61-62 tuổi là cũng là ngoại lệ. Lưu Vị thì chết sớm hơn, Khổng Minh thì chết sớm hơn. Đó là chết do bệnh tật á, chứ không phải chết do chiến tranh. Thì cứ phát triển y học càng mạnh chừng nào thì tuổi thọ càng gia tăng. Tuổi thọ trung bình bây giờ trên địa cầu đó là 70, chứ không phải là 60 nữa. Thì trường phái Phật giáo Thượng Tọa Bộ á, thì chủ yếu là phát triển ở tại chùa lớn Mavira, do công truyền bá của hoàng tử Thượng Tọa Mahinda và các tăng sĩ thuộc phái phân biệt thuyết bộ, một nhánh của trưởng lão bộ, truyền bá vào Tích Lan vào khoảng năm 200 trước Tây lịch. Thì đó là cái giai đoạn 500 năm của Thượng Tọa Bộ. Cho nên là khi mà thấy cái chữ Thượng Tọa Theravada, quý vị đừng có dịch là Phật giáo nguyên thủy là không trúng. Theravada là Thượng Tọa, Veda là học thuyết, thì phải dịch sát đó là Thượng Tọa Bộ. Và cũng trong 500 năm đó đó, thì ở cuối cái thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, tức là khoảng 150 cho đến là năm 100 trước Tây lịch, thì chúng ta chứng kiến cái sự manh nha của Phật giáo Mahayana, tức là xe lớn. Chúng ta quen cái chữ thừa, giờ mình nói là Phật giáo đại thừa thì mình thấy nó quen, nhưng mà nếu mình nói là Phật giáo xe lớn thì mình thấy nó hơi kỳ, phải không? Phật giáo xe nhỏ, nếu mình diệt quá thì mình cứ mạnh dạn dùng, riết thời gian nó cũng quen à. Xe lớn, xe nhỏ, bây giờ xe lớn nhất là gì quý vị? Phải xe biết không? Nó phải, xe bus thì có 45 chỗ. Rồi xe bus của châu Âu thì nó có 2 tầng, nhiều nhất mỗi tầng nó cũng 25 chỗ, 2 tầng nó là 50 chỗ. Xe mà lớn nhất đó, đó là tàu hỏa, xe lửa đó, xe lửa nó đến mấy chục toa, mỗi một toa nó là đến 72 người giường nằm, rồi còn cái toa ngồi đó là nó cả 100 người, phải không? Cho nên đó là xe lửa là xe lớn nhất, có sức chuyên chở lớn nhất, còn hơn cả máy bay. Loại Boeing mà lớn có sức chứa là 370 mấy người, phải không? Còn mấy cái tàu mà du thuyền năm sau ngày nay đó thì nó có trên 1.000 người, có tàu có sức chứa là 3.000 người, 4.000 người, đó mới đúng thiệt là xe lớn. Chứ đừng có nghĩ xe là chạy trên đường mới gọi là xe, các phương tiện chuyên chở thì gọi chung là xe, Yana là phương tiện chuyên chở. Thì trong bối cảnh 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chủ yếu đó là tiếng Bali. Và các nhà đại thừa có khuynh hướng cho rằng là Phật giáo đại thừa đó cũng đã có mặt trong giai đoạn này rồi. Đã. Qua các kinh điển Agama bằng văn hệ Sanskrit, gọi đủ là Hybrid Sanskrit, tức là Sanskrit hỗn hợp, hay còn gọi là Sanskrit lai tạo, một loại Sanskrit riêng của Phật giáo được sử dụng trong kinh điển đại thừa, nó khác với kinh điển Sanskrit Vệ Đà của Ấn Độ giáo. Thì trong giai đoạn mà 250 năm cho đến trước công nguyên đó, thì chúng ta thấy manh nha có một số bài kinh khác với truyền thống Bali xuất hiện. Lúc ta gọi đó là kinh phương ngoãn, là kinh phương đẳng, tức là kinh giai đoạn đầu của đại thừa.
Rồi đến thế kỷ thứ nhất trên đại lịch đó, thì bắt đầu mới có Bodhisattva Dhyana, tức là Bồ Tát Thừa ra đời. Thì sau này gọi chung đó là Phật giáo Đại Thừa Mahayana, chứ lúc đầu đó gọi là Bồ Tát Thừa. Thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch và đầu thế kỷ thứ nhất Tây Lịch được xem là bài kinh thể hiện sự mâu thuẫn gây gắt nhất lên đến tột đỉnh giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ để hình thành ra Đại Thừa. Thì trong đây đó, các cái khái niệm thoá mạ mà các nhà Đại Thừa Ấn Độ đó sử dụng để huyền rủa và phê bình các vị A-la-hán của Thượng Tọa Bộ, có thể nói là không thể nào có ngôn ngữ nào nó nặng hơn. Tác phẩm thứ hai đó, đó là quyển Vimakkha Sở Thuyết, Vimalakirti Sutra, tức là lấy hình ảnh của một vị cư sĩ trí thức của Đại Thừa dựng ra thành một câu chuyện đối thoại triết học trong đạo Phật giáo. Và 10 đại đệ tử A-la-hán lớn nhất, tức là những nhân vật lịch sử có thật đó, đều bị đánh bại bởi kiến thức uyên bác của cư sĩ Vimala. Thì đó là một cái sự xúc phạm đến các vị A-la-hán rất lớn. Chứ phải nếu lấy một vị Bồ-Tát nào đó vượt trội hơn các vị A-la-hán thì bên Thượng Tọa Bộ ta không có cảm thấy là bị xúc phạm. Vì nội hàm của Bồ Tát trong giai đoạn đầu đó là thập địa, và nội dung của bốn hòa thánh không có gì khác nhau. Chỉ có điều đó là bên Đại Thừa nó phong phú hơn thôi, chi tiết hơn, mà ngôn ngữ vừa mô tả vừa phân tích. Còn bên đó là Thượng Tọa Bộ chỉ đơn thuần là ngôn ngữ mô tả thôi. Thì đây là hai bài kinh đánh dấu cái sự mâu thuẫn tột bậc giữa Đại Thừa và Thượng Tọa Bộ. Thì trong giai đoạn này đó, thì chúng ta có thể khó xác định ai là tác giả thật của các kinh Đại Thừa. Thì chắc chắn là phải Phật nói rồi, bởi vì nó ra đời sớm nhất là những năm cuối của thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, và phần lớn là thế kỷ thứ nhất Tây Lịch trở đi, tức là 500 mấy chục năm sau khi Đức Phật qua đời. Trong là 3 thời kỳ kết tập đầu cho đến 300 năm sau khi Phật qua đời, làm gì có khái niệm kinh điển Đại Thừa? Không có. Nhưng mà về sau này đó, khi mà trường phái Đại Thừa phát triển mạnh tại Ấn Độ, sau đó ảnh hưởng đến các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, thì người ta đưa ra lý thuyết là Đại Thừa cũng tồn tại song song với Thượng Tọa Bộ, và địa điểm kết tập thì không được công bố vậy thôi. Nên là cái gì mà bên các thời kỳ kết tập kinh điển của Thượng Tọa Bộ có thì Đại Thừa cũng có, tức là cái cách nói thêm thôi. Còn về vi tắc thì chắc chắn là phải xuất hiện rất là sau về sau này. Hiện nay thì văn học Bát Nhã, qua các kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Lăng Già, bản Sanskrit vẫn còn. Còn các kinh Đại Thừa còn lại là không tìm ra được bản gốc Sanskrit. Thì đối với các nhà nghiên cứu độc lập đó, thì ta cho rằng là các kinh đó là được biên tập về sau, mà phần lớn là ở Trung Quốc. Một số khác thì được biên tập bởi các nhà sư Tây Tạng, nó không có trong truyền thống của chữ Hán. Và nhiều bài kinh chữ Hán Đại Thừa đó thì không có trong truyền thống của Tây Tạng. Thì thông qua cái việc đối chiếu văn bản của hai trường phái Đại Thừa này đó, thì các nhà nghiên cứu mới cho rằng là có một số là Đại Thừa của Ấn Độ thôi, còn lại nó vẫn là đa số là Đại Thừa Trung Quốc. Chứ nếu mà nó đã từng có một cái kinh tạng Đại Thừa hùng hậu như hiện nay trong Đại Tạng á, thì ra là nếu Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, A Di Đà, văn học Bát Nhã là văn học to mà còn tồn tại bản Sanskrit, thì tại sao các bản kinh Đại Thừa khác không có bản Sanskrit?
Nếu mình cho rằng là cái việc mà Hồi giáo thiêu đốt đạp Đa Lan Đà, trung tâm đào tạo đại thừa lớn nhất của Ấn Độ, suốt 3 tháng toàn bộ là thư viện 9 tầng đã bị đốt cháy, thì tại sao các kinh điển lại còn tiếng Sanskrit? Chẳng lẽ toàn nước Ấn Độ chỉ có cái chùa đạp Đa Lan Đà mới có ăn bản kinh, còn các cái chùa khác không có? Cái đó không tin được. Và đại thừa cũng đã từng là phát triển một vài thế kỷ ở tại Tích Lan. Thì nhưng mà kinh đại thừa mà đang còn lại, nhất là kinh Lăng Già đã từng truyền bá tại Tích Lan, và cái Lankha Vara Sutra, Lankha đây là tượng trưng cho Tích Lan. Cái giả thuyết đó là Đức Phật đã từng đến Tích Lan thuyết giảng, để lại cái vết dấu chân của Ngài. Như vậy là Tích Lan là một nước đâu bị tàn phá bởi Hồi giáo. Các bản kinh đại thừa bằng Sanskrit vẫn còn ở tại đây, dù nó không được trọn vẹn như là ở tại Ấn Độ. Thì tại sao tại Ấn Độ là bị mất hết? Cho nên cái đó nó không thuyết phục được các nhà nghiên cứu, và không tìm được cái gốc rễ gốc. Có một số thì đại thừa được dịch lại từ tiếng, từ chữ Hán. Cái dân phong dịch lại mới thì không thể bằng cái dân phong cổ được. Rồi một số đại thừa đó thì được dịch lại từ Tây Tạng. Thì năm 94 khi tôi tham quan trung tâm Tây Tạng học cao cấp ở Sanat, thì các học giả Tây Tạng là phục dịch lại toàn bộ kinh điển. Đó là dự án là đến giờ vẫn chưa xong, từ Tây Tạng sang tiếng Sanskrit. Bởi vì người ta tin rằng đó là các nhà sư Tây Tạng là phiên dịch trung thành. Đó. Về trường phái, về kinh tạng và luận tạng đó, của Tây Tạng là mạnh hơn các trường phái khác. Thì trong giai đoạn Phật giáo đại thừa phát triển, thì các vị Bồ Tát lớn thì gồm có Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Long Trí, Bồ Tát Đề Bà, Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân. Và mạnh nhất vẫn là thế kỷ thứ tư trước Tây Lịch. Đó. Thì đó được xem là công nguyên của đại thừa. Tức là bốn thế kỷ đó và giáo đại thừa phát triển mạnh. Còn về bản chất thì tất cả những tư tưởng trong Phật giáo nguyên thủy đã được đại thừa tiếp thu, triển khai thành các tác phẩm văn học lớn mang tính thuyết phục cao hơn, để đáp ứng được cái nhu cầu đối thoại liên triết học và liên tôn giáo lúc bấy giờ. Bởi vì văn phong của Bali đó nó quá đơn giản, các tư tưởng triết lý Phật giáo thì trình bày nó quá ngắn gọn, không có lý luận nhiều. Cho nên các nhà đại thừa đã nghĩ ra cái cách đó là làm thế nào để hồi đáp lại với những cái cuộc tranh luận tư tưởng triết học với các đạo sĩ Bà La Môn. Mà nếu không làm như thế thì theo các nhà đại thừa đó, Phật giáo sẽ không được giới trí thức Bà La Môn tiếp thu. Cho nên các nhà tư tưởng đại thừa đã có khuynh hướng cho rằng các nhà thượng tự bộ là bảo thủ, thủ cụ, giáo điều. Và do vậy đó là dùng những cái từ thóa mạ rất nặng nề để quy chụp các vị A-la-hán. Và Diệu Bộ Tôn Luận Luận ra đời trong Phật giáo Bộ Phái đó, nó cũng thể hiện cái phong cách đó, dùng những cái từ nặng nề dành cho nhau. Và tất cả đều là các vị thánh cả. Thì cái bản này quý vị sẽ coi lại sao, vì trên màn ảnh nó rất là nhỏ, so sánh là giữa Ấn Độ, rồi Tích Lan, rồi Đông Nam Á, rồi Trung Á, rồi Đông Á, rồi các cái niên đại. Và các học giả thì thường ta lấy từ cái niên đại là 450 trước Tây Lịch, chứ ta không có thừa nhận là Đức Phật sanh 623 hay là 624. Tức ta lùi lại là gần là 180 năm. Tức là khoảng 100 năm, lùi lại 100 năm. Và trừ đi 80 năm tuổi thọ của Đức Phật, nên chờ cộng lại là 180, là lấy 624 mà trừ cho 450 trước lịch đó, thì chúng ta có khoảng 180 năm. Rồi đó là cái giai đoạn là tăng đoàn thời kỳ đầu của Đức Phật. Rồi 100 năm là các trường phái Phật giáo thời kỳ đầu,
Sự ra đề của Đại Thừa sau đó là khoảng 800 năm sau Tây Lịch đó, 700 năm đến 800 năm sau Tây Lịch đó, thì Kim Cang Thừa mới bắt đầu có mặt. Tức là tính đến cái thời điểm này đó, thì Đức Phật đã qua đời trung bình đó là 14-15 thế kỷ, thì Kim Cang Thừa mới phát triển mạnh. Thế về sau này thì người ta có khuynh hướng cho rằng là Kim Cang Thừa cũng ra đời đồng thời với Đại Thừa. Nhưng mà gốc rễ văn bản học đó, nó không mạnh mẽ chứng minh điều đó. Cái này chúng ta sẽ coi thêm để mình biết về ba trường phái, ba giai đoạn Phật giáo. Thì nói tóm lại đó, thì ba giai đoạn có sự bất đồng về phân chia giữa các nhà nghiên cứu trên toàn cầu. Thì dầu là ba trường phái Phật giáo với ba giai đoạn phát triển Phật giáo, thì điểm chung nhất là con đường tỉnh thức của Đức Phật đó chính là Bát Chánh Đạo. Phương pháp chính yếu vẫn là Tứ Thánh Đế, với cốt lõi là Bát Chánh Đạo. Rồi các học thuyết mà được tất cả các trường phái Phật giáo chấp nhận, ngoài Tứ Thánh Đế ra thì còn có vô thường, vô ngã, thuyết nhân duyên, rồi mà hai mắt xuất sự sống, rồi nhân quả hiện đời, chết không phải là hết, tiếp tục tái sinh, niết bàn là kết quả của thực tập bốn thánh đế, rồi nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, nhận thức quan, đạo đức quan, tu đạo quan, giải thoát quan của các trường phái Phật giáo trong ba giai đoạn lịch sử triết học Phật giáo là khác nhau. Nhưng mà nhìn tổng thể đó thì quả vị giác ngộ giải thoát, dầu gọi đó là A-la-hán hay gọi đó là Bồ-Tát hay là Phật đi nữa, thì vẫn có điểm chung nhất là gì? Kết thúc sanh tử luân hồi, không có tái sinh do tham ái chi phối, nghiệp chi phối. Đó là điểm thống nhất chung. Thế vậy cái bài thứ hai này nó giúp cho chúng ta ôn lại một bức tranh lịch sử của lịch triết học Phật giáo mà trong cái môn lịch sử Phật giáo Ấn Độ quý vị đã học, đã học hoặc là sẽ học. Còn về tài liệu đó thì quý vị chỉ cần đọc ba cuốn này, đó là Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận của Kimura Taken, Mộc Thôn Thái Hiền và bản dịch của Hòa Thượng Quảng Độ, để chúng ta có thể hiểu rõ. Quan trọng nhất vẫn đọc ở cuốn Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, còn hai tập kia tham khảo thêm. Vì dẫn nhập trước Phật giáo thì tôi vẫn giới hạn trong phạm vi của Phật giáo Thượng Tổ Bộ. Ở chừng mực nào đó rộng hơn đó là Phật giáo thời kỳ đầu, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trong mười mấy bài sắp tới đó, thì tôi sẽ cố gắng trình bày thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan, năm mảng trụ cột chính của triết học Phật giáo. Còn nhân bản học vẫn chính yếu là dựa vào kinh Tạng Pali thôi. Còn các cái tài liệu khác có liên hệ đến thì quý vị có thể đọc thêm, như là Đại Thừa và Sự Liên Hệ với Tiểu Thừa, hoặc là quyển Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thánh Nghiêm do Hòa Thượng Tâm Trí dịch, hay là ngắn hơn thì có hai quyển sử, đó là Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ của Hòa Thượng Thanh Kiểm, Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận của Hòa Thượng Viên Trí. Đó, thì hai cái quyển này đó đi về lịch sử là rất là ngắn, rất là ngắn. Tôi chuẩn bị xuất bản cái quyển Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ của giáo sư Quander, giáo sư Phật học ở Canada. Thì quyển này đã tồn tại cũng đã 6 thập niên rồi. Nhà giới thiệu lịch sử về triết học Phật giáo Ấn Độ rất là sâu. Nếu mà in theo khổ 14-20 thì cũng khoảng là 1000 trang, 800 trang nhé. Giờ tôi đổi lại là cái khổ 16-24
nó khoảng 600 mấy chục trang. Thì trong tháng 3 này đó là sẽ xuất bản. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cái quyển khác có liên hệ, quý vị có thể search trên mạng để đọc thêm, Còn kiến thức của môn này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo nền tảng cho việc đào sâu vào triết học Phật giáo, mà vốn là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên là nếu quý vị hỏi tôi một lời khuyên đó, là khi mà học hết cái đại cương đó, chọn chuyên ngành nào, thì lời khuyên của tôi vẫn là triết học Phật giáo. Không phải vì tôi đã từng làm trưởng khoa này từ năm 2006 cho đến là 2019, ha, 14 năm, không phải vì lý do đó, bởi vì nó đi vào bản chất cốt lõi của đạo Phật. Học toàn bộ triết học Phật giáo như thế thì quý vị sẽ đủ niềm tin và năng lực giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, tổ chức khóa tu, hội thảo với các trường phái triết học và tôn giáo, không có ngại gì hết. Thì dĩ nhiên là mỗi người có sở trường khác nhau, hoặc là quý vị có thể chọn khoa Sanskrit Phật giáo, thì cũng là cái khoa đi về triết học nhưng mà đặt đằng cho bản Sanskrit. Còn cái khoa Bali thì cũng là một cái bản của triết học Phật giáo nhưng mà đặt nặng của Thừa Tâu Bổ, khoa Văn Hệ Đại Thừa. Còn học triết học Phật giáo thì chúng ta bao gồm luôn cả hai thứ này. Nó đầy đủ hơn. Để chúng ta ngừng tại đây. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.